Chào anh em, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn mới nhất và độc quyền của trung tâm ứng dụng phần mềm chúng tôi. Thì đầu tiên, tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn sang cái máy này, rồi tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp cho các bạn thấy cái hiệu quả của cái phần mềm này như nào. Sau đó thì tôi sẽ dùng cái máy đã được cài đặt trên cái máy iPhone này gửi sang máy chủ lô ok lại, rồi tôi sẽ để 1-2 phút sau tôi sẽ chỉnh sửa anh em nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ vào tin nhắn này. Đấy, tôi sẽ mở tin nhắn ra này. Anh em chú ý 223344 nhé, tôi sửa trực tiếp cho anh em nhé. Tôi sẽ sửa những con số khác. Anh em nhìn này, đấy, thành 5809 nhé. Thì phần mềm này là phần mềm độc quyền và mới nhất của bên trung tâm ứng dụng phần mềm chúng tôi. Bây giờ tôi sẽ dùng cái máy phần mềm đã được cài đặt trên cái máy iPhone này gửi sang máy chủ lô, sau đó chủ lô họ ok lại, rồi tôi để 1-2 phút sau tôi sẽ chỉnh sửa cho anh em thấy cái phần mềm này như nào anh em nhé. Đầu tiên tôi sẽ gọi sang cái máy chủ lô 0848224888. Thì hai cái số này cũng là hai cái số để hỗ trợ tư vấn cài đặt cho anh em. Đấy, hai số này là hai số tư vấn hỗ trợ cài đặt cho anh em nhé. Tắt đi này. Đấy. Bây giờ tôi sẽ vào tin nhắn, tôi sẽ gửi một số cái nội dung tin nhắn về lô đề. Đấy, rồi tôi sẽ chỉnh sửa cho anh em thấy. Đấy, tôi sẽ vào tin nhắn này. Tôi sẽ ghi là em chuyển số cho anh nhé này. Đấy, anh em nha. Đấy. Em chuyển số cho anh nhé này. Tôi sẽ gửi sang máy chủ lô này. Đấy, máy chủ lô đã nhận tin nhắn anh em nhé. Đấy, tôi mở tin nhắn ra này. Em chuyển số anh nhé này. Số là 0916514 này anh em nhé. Thông thường chủ lô họ sẽ ok lại anh em nhé. Chủ lô họ sẽ ok lại anh em này. Đó. Số là 0848224888 nhé. Bây giờ tôi sẽ ghi một cái nội dung là lô này. 1122 nhân 1000 điểm anh em nhé. 1000 điểm anh em này. Đấy. Tôi sẽ gửi sang máy chủ lô này. Đấy, máy chủ lô đã nhận được tin nhắn anh em nhé. Alo. Đúng rồi. Em đợi anh một lát nhé. Anh sẽ gọi lại cho em nhé. Lô 1122 anh em nhé. Đấy. Bên máy chủ lô họ đã nhận được này. Đấy. Thông thường chủ lô họ sẽ ok lại này. Đấy, ok rồi sẽ ok 1 anh em nhé. Gửi sang này. Đấy, ok 1. Bên máy phần mềm mình đã nhận được cái chữ ok 1 của họ anh em nhé. Vậy tôi sẽ đánh là đề anh em nhé. Đấy. Đề tôi ghi là 23 đi anh em nhé. 1122 33 đi anh em nhé. Nhân cho 5 triệu đi anh em nhé. Triệu này tôi sẽ gửi sang máy chủ lô đã nhận được cái tin nhắn là đề 33 nhân 5 triệu anh em nhé. Máy nó hơi mờ, tôi sẽ chỉnh cho anh em. Thì thông thường chủ lô họ sẽ là ok 2. Đấy, ok 1 ok 2 họ gửi sang cho mình. Thì tôi sẽ cho anh em xem trước khi mình chưa chỉnh sửa anh em số này 0916514
0848 224888 anh em nhé. Em xem này. Đấy. Trước khi chưa rình rửa lô 1122 nhân 1000 điểm. Đề 33 nhân 5000 điểm anh em nhé. Thì tôi sẽ để đây một vài phút sau và tôi sẽ chỉnh rửa cho anh em thấy cái hiệu quả của cái phần mềm này. Cho anh em thấy hiệu quả của cái phần mềm này như thế nào anh em nhé. Thì bên trung tâm chúng tôi nhận cài đặt tất cả những cái dòng, ví dụ như là Zalo, Viber, Facebook, Kakao, tất cả những cái phần mềm mà chúng tôi đều có thể hack chỉnh sửa cho anh em được hết. Và đặc biệt bên trung tâm chúng tôi hỗ trợ cài đặt từ xa cho anh em. Cài đặt chính vào những cái điện thoại của các bạn. Khi cài đặt xong, các bạn test ok thì anh em chuyển phí cho trung tâm chúng tôi anh em nhé. Test phần mềm ok anh em chuyển phí. Thì có một cái lưu ý cho anh em. Đấy, rất nhiều anh em gọi điện, anh ơi em xem clip của anh đấy, trên YouTube đấy, nhưng mà trên clip nó có đúng hay không đấy, thì anh em phải test trực tiếp anh em nhé. Những câu hỏi đấy thực sự là rất là khó trả lời. Quan trọng anh em có nhu cầu, anh em test trực tiếp đấy, cài đặt trực tiếp, anh em thấy cái hiệu quả của nó thì anh em chuyển phí. Nếu anh em không thấy hiệu quả mà không ok theo như là nói thì anh em không phải chuyển phí anh em nhé. Đấy, anh em cứ trực tiếp test cảm nhận như thế nào anh em ok anh em lấy. Đấy, thì anh em có nhu cầu anh em cứ gọi trực tiếp số điện thoại trên màn hình để được tư vấn hỗ trợ cài đặt cho anh em. Đấy, anh em nhé. Trung tâm chúng tôi thì có hai cơ sở. Đấy, khu vực Hà Nội chúng tôi có cơ sở ở bến xe Mỹ Đình, anh em vào cơ sở anh em cài đặt phần mềm. Khu vực ở miền Nam tôi cơ sở bến xe miền Đông, anh em vào cơ sở anh em cài đặt. Thì sắp tới đây đấy, trung tâm sẽ mở rộng ra là khu vực ở Đà Nẵng để những anh em nào mà khu vực miền Trung anh em đi lại cho đỡ xa anh em nhé. Thì sang năm thì bên trung tâm chúng tôi sẽ mở một chi nhánh ở Đà Nẵng, anh em qua trực tiếp anh em nhé. Đấy, anh em không phải đi xa. Đấy, anh em nào bên nước ngoài thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cài đặt cho anh em, cài đặt xong anh em chuyển phí cho trung tâm chúng tôi anh em nhé. Cũng qua 1-2 phút rồi, tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa cho anh em. Đấy, tôi sẽ vào phần mềm, tôi sẽ chỉnh sửa anh em nhé. Thì phần mềm này chỉnh sửa cực kỳ là nhanh, cực kỳ đơn giản, anh em vào anh em thay đổi cái con số mình mong muốn anh em nhé. Anh em chú ý khi tôi chỉnh sửa này, bên máy chủ lô sẽ không sáng đèn anh em nhé. Anh em chú ý này. Đấy, đã chỉnh sửa xong. Nếu anh em nào thành thạo, anh em tập 5-7 lần thì chắc chắn anh em sẽ sửa trong vòng 20 giây đến 15-20 giây là anh em sửa xong cái nội dung mình muốn chỉnh sửa anh em nhé. Thì quan trọng nhất khi chỉnh sửa xong, nội dung tin nhắn đã được chuyển đổi đấy, ok như clip và như tôi nói hay không, thì bây giờ tôi sẽ mở hai cái máy ra để cho anh em nhìn thấy cái hiệu quả của cái phần mềm này anh em nhé. Giờ tôi sẽ mở. Đây, anh em này, hai số anh em nhé, 0916514 này, 0848224888. Đấy, tôi sẽ mở ra này, anh em xem này. Đấy, em chuyển số anh nhé này, 15:26 này. Đấy, lô 5657 này, lô 1122 đã chuyển thành 5657 này, đề 58 này. Đấy, đề 33 đã chuyển thành 58 anh em nhé. Số điện thoại khi tôi sử dụng này, ok1 ok2 này. Đấy, anh em nào chưa rõ cái khúc đầu thì anh em có thể tua lại khúc đầu để anh em xem anh em nhé. Số 0916514 này, 0848224888 anh em nhé. Đấy, thì phần mềm này anh em có sân chơi, anh em chơi là anh em giành chiến thắng. Anh em nào xa bờ, anh em dùng cái phần mềm này, anh em sẽ lấy lại những gì anh em đã mất. Anh em nào có nhu cầu, anh em trực tiếp gọi điện thoại 0916514 để được tư vấn hỗ trợ cài đặt anh em nhé.
Thì cảm ơn anh em đã xem clip.